Đó. Là vô mà. Lại nè. Nani? Tự nhiên đi xuống thăm cô Mô cái vậy hả? Cái nằm nhìn nè. Ai sinh nhật hôm mà, chúng ta đón đón à? They're getting pear tree get married. Yeah. So what's the matter? 벌이 없어져서. There's no. There's no bee now. 농약이나 이런 것 때문에 벌이 싹 없어졌어. 공동으로 하는 건데. They do it by human. Yeah. Em có muốn thử? Đã tới nhà của cô rồi. Đẹp quá. Hôm nay trời đẹp ha. What's up? Cảm ơn nghe ta. Khỏi quen má sao anh? Giờ mình tới nhà cô mình khỏi quen khẩu trang, khỏi mặc khẩu trang nữa. Ở đó đi. Đóng cửa lại ạ. Cả nhà ta tới rồi các bạn. Ngon anh á, không cho nó ra nó kêu quá nè. Nè. Đi. Đi đi con. Mau nha. Mau mau. Ha. Mau 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 mau. Nó theo mình nè. Nó đang ăn gì á. Mau nha. Đây mình đứng đây nè, mình chờ coi Ly lại không nha. Đó, theo kìa, chạy theo kìa. Nè con. Đi vô. Đây, tới rồi đây. Oh yeah, stay here. Stay here nè. Cô muốn stay cũng tức, cô cũng tức con. Say hello, cô muốn. Thôi lạnh quá cho nên là cô với mẹ với cha. Ở đây nè. Ở ngoài là quá trời. Rồi vô mà. Hôm nay mình sẽ cái giường lê nè. Wow. Ủa cái giường lê này bây giờ quá trời bông luôn nè mọi người. Hoa lê nó vậy nè cả nhà. Đẹp quá. Đó. Đừng có đạp lên. Hoa của con anh này cả nhà. Ẩm lên nó mới chịu đi sợ. Rồi nha. Là khoai nhật. Ê ê đừng 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 nó ăn. Ủa ít ít không à. Trời đừng có cho nó ăn. Mỗi bông trái lê của người ta đó. Nè mọi người đẹp quá ha. Ở trong nó có cái nhị rồi có cái màu hồng hồng nữa. Cái hoa lê này mình phải thụ phấn cho nó đó. Hồi nãy trên đường mình đi á, mình thấy mấy cô chú đang thụ phấn cho hoa. Đi ăn đi ông nhồng chưa? Thử lại nè. Cẩn thận coi đừng té nha. Không sợ nha, không sợ này. Mama là con trai mà, mạnh mẽ lên. Ở đó có con chó mà ông dẫn con vịt lên nè. Sợ không? Nó sợ không? Sợ lắm. Sợ không? Rồi con chó này nó. Sao sao? Sợ rồi chạy rồi. Nó là bự luôn. Ập ơi, vô pen rốt kênh kìa. Vô pen rốt kênh kìa. Hành baro của cô nè cả nhà. Nguyên cái luống này là chưa trồng gì hết á cả nhà. Mới gom đất lên thôi à.
Con còn mệt không? Quá mệt luôn. Chạy theo mệt rồi đó. Thôi đi vô nấu ăn nha cả nhà. Bây giờ mình vô mình nấu ăn. Nấu ăn trưa. Tước. Được không? Ngon thì chắc là chị có gì lát lấy đem cơm. Tại vì chiếc này mình không có đem theo cơm đó nha. Tính là ở nhà cô có cơm nhưng mà cô chưa nấu nữa, cho nên là bây giờ mình sẽ nấu cơm ở đây luôn. Với lại mình làm món dục cây trang. Cái món canh, cái đó là gì ta? Canh thịt bò. Canh thịt bò. Đúng không? Đó. Thì đó nấu là... cái đó. Thôi mau mau nó kêu kìa. Bây giờ anh rửa nha. Anh rửa cái này đi. Dương sỉ nè. Cái này ngon lắm nè mọi người. Đậu phộng mà của cô á. Cô rang rồi á. Ngon. Không xài hết được đâu. Thịt bò này mình luộc xong rồi mình xé xoài nè. Hồi sáng chưa xé hết. Các nhà biết sao không? Đợt rồi mình cũng làm con thịt bò. Nhưng mà nguyên tắc ra thì khi mà nấu cái miếng thịt bò nó bị sao ta? Nó ra hết nước ngọt và nó không có ngon nữa. Nó sảm lắm. Chứ là mình xé vậy nè. Lọc sắt nữa. Ông 저희가 할게요. 아, 맞아요. 야, 김치만 꺼내 놓으세요. 나머지 저희가. cái nồi dục cây trang của mình rồi cả nhà. Xong cái món này rồi. Bây giờ mình sẽ dọn lên cho mọi người ăn. Nặng mà. Đủ rồi phải không? Giờ lên ăn thôi phải không? Không được. 김치 뭐 괜찮은데? 김치 맛있어요. 김치 맛있나? 김치 이거 먹어요. 강범이가 있어. 강범이가 썩는 거. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 네. 뭐? 네. 육개장. 육개장. 고마워. 네. 야, 이거 맛있어. 너무 저거 가는 거 비닐을 씌워 달라고 그랬더니 바람이 불어서 맛있다. 잘했다. 네, 고기를 젓갈로 먹어. 고모 생각 굉장히 한다. 고마워. 근데 내가 해질을 못해서 어떡하냐. 괜찮아. 너 유빙이 많이 했어. 땅콩 맛있어? 네, 땅콩 맛있어요.
땅콩 뭐 해야 돼요? 땅콩은 또 심으실 거예요? 심어야 되는데 지금 가로 놨는데 저기 그거 뭐야 도시락에 갖고 키워야 되는데 네. 내가 힘이 없어서 있는 게 마누주 봐 지원에는 욕 안 잘해놨냐 우리는 내가 시원척해줘서 죽은 게 많아 대표는 잘 들으면 아이고 그러면 욕심 내지 말고 비교하는 거 봐 그게 다 누나 속피이는 거야 안 하면 어때 안 하면 그래 아이 배추지 사생이 편하더라 병 안 나가 배추를 샀더니 병 아닌가 아주 다듬어서 착 칠어다 주더라고 아유 이렇게 있어요 고모 언제 돌아오셨어요 여기 인천에 계시다가 나? 한 15년 됐나? 아니 이번에 군정 끝나고 나 군정 명일 쉬고 일주일 있다 아이 춥지 않길래 왔더니 오자마자 왜 이렇게 추워? 여기는 코로나 없어요? 고모? 코로나가 왜 도관문 닫았어 거기 사람은 있는데 네. 나 딱지라 그래 그 옆집 땅가 여기 재원내는 어우 잘했다 홍우병을 썼는데 아무도 안 갔어 아니 초당집에도 지금 문당도 잘 안 가 아니 여기 걸리기 때문에 못 가 아, 잘했다 형 어우 잘했다 Father really surprised Son 아버지 놀랐어요 맛있어요 맛있어 어, 랑사 발롱 아버지 몇 번 드셨죠? 세 번 드셨나? 하일로 죄송합니다 고모 네. 고모 원래 저희가 이제 이거 고모 조금 나 저녁에 드시라고 조금 남길라 그랬는데 아버지랑 저랑 너무 맛있어가지고 먹다 다 먹었어 갈잖아 먹었더냐 랑사 잠깐만요 이거 김치 밥이 다 삼박자가 잘 맞아 아우 잘 맞다 밥 더 드려요, 누나? 아이고, 나 배불러. 먹어서 듣고 뭐 좋아해요? 고모, 무슨 음식 좋아하시네요? 다음에 또 우리 며느리랑 또 고모. 아니, 아이고. 하나밖에 없는 고모랑 우리 며느리가. 말씀하세요. 저희가. 그치야, 예. 연락의 날이 생일이야. 7월 열하나요? 아이 생일이름도 엄마 우리 애들 다 나 생일 고모 우리 아들 형 많이 내 고모 생일이 어디냐 내가 아이고 할머니가 그래도 고모 아이, 생일 7월 열하나 가요. 축해. 내 지금 고모 생일 생신 들으니까 그럼 그때 와 가지고 생일 축하해 주세요. 그러면 윙이 나이 저 윙이 날짜 잘 떨어졌고요. 이따가 오빠 할 생일 와야를 당겨거리네. 선물 주세요. 동원이야. 생일 고고 라는 뭐 평방이. 차오르니까요. 너도 생일은 다 기억했는데 우리 애들 생일을 진갑이나 자꾸 해먹고 안 해줬나? 응? 안 해줬나? 뭐? 애들 생일 다 해줬을 거 아니야? 해줬는데도 내가 그 나이 먹어서 낳은 건 그게 다 잊어버리고 얘들은 어려서 내가 클 때 한참 정신 나이 가지고 팔딱팔딱 뛸 때라 그걸 기억을 하는 거야 들어와 sau khi ăn uống xong thăm vườn xong bây giờ cả gia đình ở đây quay quần ở đây nè mọi người nằm ở dưới đây nè cái tấm này nè dạ anh nằm đi tự nhiên đi xuống thăm cô Mo cái vậy à cái nằm nhìn nè bây giờ thì cả nhà chuẩn bị về
mình để mau mau trong đây nè cả nhà. Để giờ mình đi kia nè. Cô úi đi bây giờ. Ai cô đã chưa chút cũng khó bảo ai. Nó anh ít bụi đen đấy. Đừng để chúng làm sao. Làm chỗ cho em đi về nè.이제 나 둘 때고 잘 거야. 네. 이거 하고 뭐. 잘 가. 응. 와줘서 고맙다. 네. 네. 또 올게요. 또 올게요. 안녕히 가세요. 갈게요. 서울 외곽순환 고속도로 릴 이용하는 경로입니다. 성인 요금은 5,000원입니다. 하이패스 잔액을 확인해 주세요. 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 좌회전입니다. Cô đi tới cái chỗ mà không còn thấy chiếc xe mình luôn á.